của mình. Sau đây sẽ xin hỏi anh Hưng là những ngày mà anh khó khăn, mà những ngày anh đến với nghề đầu tiên á, thì ai là người bỏ anh đi? Lúc khó khăn đó thì tổ nghiệp nghe được cái tiếng gọi của Hưng hay sao đó, thì viết giới thiệu đơn Hoài Linh tới gặp Hưng. Mà Hoài Linh là cái người bị một vị ân nhân lớn, một người ơn của Hưng, chính Hoài Linh đã cho cái cơ hội đặc biệt đó. Như vậy là cái người mà những ngày đầu tiên đến và giúp đỡ anh Đàm Vĩnh Hưng là anh Linh của chúng ta. Và hiện nay thường những live show của anh Linh thì ít thấy anh Đàm Vĩnh Hưng, cũng có một điều hơi lạ. Không phải, tại live show của tôi nó bình dân. Dạ. Bị tôi phải lượng sức. Dạ. Đó, có đủ tiền trả thì tôi mới dám mời. Dạ. Còn không đủ tiền trả thì thôi tôi ngưng. Chưa giờ có một show nào của Hoài Linh mà Đàm Vĩnh Hưng có một phút, một giây nào nghĩ trong đầu mình là dám nghĩ sẽ lấy tiền của Hoài Linh cả. Không, nhưng mà đều có cái là làm nghệ sĩ thì có cái sự công bằng. Ví dụ ngày xưa nó em út của mình, mà mình còn nhờ vả nó được chút đỉnh. Giờ nó ngôi sao rồi, ít quá tôi cũng thấy không công bằng. Mà trả tiền nhiều quá, tiền đâu tôi trả. Giang, chỉ một câu nói của em thôi là tất cả mọi nơi đã cháy lên rồi đó. Dạ. Em vừa bụng em chưa? Dạ, báo anh, em với anh là chung thầy mà anh. Nhưng mà được cái là live show này, live show nào cũng có em. Có. Đó là lúc em chưa có làm gì cho anh Hoài Linh giận. Còn anh đã từng có lỗi làm cho Linh giận nên không mời. Vậy thôi. À, anh làm lỗi với người thầy của mình hả? Dạ. Bậy, sai quá. Anh với em á là cùng nghề. Dạ. Đôi khi nó dễ hơn. Cái nghề hài của mình nó kiếm ít tiền hơn ca sĩ. Đúng rồi anh. Thử ra nó dễ. Dạ, mình lên nhiều khi 3 tiếng đồng hồ lăn lộn. À. Có bao nhiêu tiền đâu. Người ta lên, ô, xuất mạnh nhanh chán chua cây này, lấy một cục tiền. Ai biểu anh không đi hát? Nhiều khi diễn một cái kịch này, xong rồi qua cái lần sau phải diễn kịch khác. Đó, còn ổng có một chén, ổng chơi hoài, có một chén, chén hoài, mà ngày nào cũng chén mà tiền cũng có hoài. Cảm ơn anh Hoài Linh. Chúng tôi nhắc đến chủ đề anh em và tình bạn. Sau đây cũng chính là nội dung của màn trình diễn của một thí sinh rất đặc biệt. Đó chính là Thủy Tiên. Thử thách tuần này là được gặp anh Nam Trung, thì không biết là anh ấy sẽ thay đổi diện mạo của mình như thế nào. Thật sự là mình thấy là những cái sợi rơm hay là cái đống chổi lúc trước nó đã biến mất, và thay vào đó là một bộ tóc thật là ưng ý. Cảm ơn anh Nam Trung đã tạo cho mình một bề ngoài mới hơn, đẹp hơn, nhìn thon gọn hơn. Thật sự là mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Mình cảm giác rất là tự tin và hào hứng để chụp hình. Anh Phú Hưng đã chỉ cho mình những động tác, những cái góc máy mà mình phải chú ý, cầm của mình phải chếch xuống, người mình phải di chuyển như thế nào thì sẽ đẹp hơn. Trong quá khứ, mình là một người tự ti, e dè và thật sự là thấy xấu hổ trước mặt mọi người. Mình hình dung lại tất cả những cái hình ảnh quá khứ, thật sự lúc ấy mình thấy rất là đau khổ. Tuần này nhóm mình làm chủ đề về tình bạn. Lâm và anh Quý đã ép dẻo cho mình. Và thật sự là mình cũng không nghĩ là Lâm khen mình. Nhưng cái mũi chân của mình so với những người mà chưa bao giờ học nhảy thì rất là dẻo và uốn cong được. Mình nghĩ là sau cái chương trình này mình sẽ về mình tập múa đương đại. Tôi nghe nào những câu chuyện thường ngày trong đời, vậy mà tôi vô tâm giờ cứ quay lưng đi, và nhiều khi tôi không muốn nghe. Biết bao nhiêu là yêu thương tôi, bạn chỉ lặng im thôi, vẫn lắng nghe tôi kể câu chuyện tình buồn của mình. Rồi bạn cho tôi nghe bài hát xưa trong đêm, gục đầu trên đôi tay tôi khóc. Con tôi.
Vừa rồi là phần thi của Thủy Tiên và Sơn Lâm. Và bây giờ sẽ là ý kiến nhận xét từ giám khảo biên đạo múa Trần Huy Trần. Một cái câu chuyện rất là rõ ràng và rất là hay. Anh muốn hỏi em một cái là cái cảm giác của em sau khi diễn cái bài này là thế nào? Tại đây thực sự là một cái thành công em có gặp trong cuộc sống, đúng không? Và anh muốn em chia sẻ bây giờ cái cảm giác của em là thế nào lúc vượt qua cái cảm giác này? Thật sự là em nghĩ đến 9 tuần qua, em không muốn phải xa Lâm với cả anh Tân và anh Quỳ ạ. Cho nên vì thế em cảm giác là cần nên trân trọng tình cảm của mọi người dành cho em, và em phải nên biết nắm giữ và em phải cố gắng hơn nữa. Anh nghĩ là cái điều đó rất là thành công. Em có tình cảm của nhiều người, và ở trong đây anh nghĩ em có rất là nhiều bạn, đúng không? Có nhiều cái cảm giác và cảm xúc trong cái bài này anh rất thích. Nhưng mà cái động tác anh thích nhiều nhất là cái bê đỡ cuối cùng. Thực sự nó không phải là một cái bê đỡ khó, Sơn Lâm chỉ ôm em và bê đỡ. Nhưng mà chừng nào mình thấy cái cảm giác tụi em tạo ra một cái động tác nhỏ và đơn giản như vậy, anh thấy nó rất là chạm vô cái trái tim. Cái trái tim. Đó là một cái gì đó tất cả mọi người, con người thấy và hiểu. Và trong cái bài này, cái động tác đó nó làm anh rất là nổi da gà luôn. À, rất nổi thích. Da gà, nói chung yeah. Nổi da gà. Rất rất thích. Và cái bài này anh thấy nó rất là thành công. Chúc mừng em. Xin cảm ơn anh Trần Hưng. Và xin mời những lời nhận xét từ giám khảo Hoài Linh. Trước tiên thì tôi cảm ơn bạn Văn Quý đã biên đạo bài này. Tôi thích cái chi tiết này này. Nó đi rất nhanh. Nó không phải là nhảy. Nó là một động tác rất nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Tức là nó đúc kết toàn bộ cái bài các bạn muốn thể hiện. Đó là cái nắm tay cuối cùng của Thủy Tiên dành cho Sơn Lâm. Tức là từ trên này vẫn còn e dè rụt rè, và cuối cùng hai cái nắm tay thật chặt vào nhau, và hai bạn đi lên, nó đẹp, cực kỳ đẹp. Và nó có một cái gì đó làm cho tôi cảm xúc. Không phải kể cả một cái bài các bạn làm hoành tráng mà có thể đem lại cảm xúc cho người khác đâu. Chỉ có những cái chi tiết, nó tuy nó đơn giản nhưng nó đầy ý nghĩa của cả một cái bài, tổng thể một cái bài. Còn về cái phần nhảy hôm nay, đối với Thủy Tiên, đây cũng là một cái bài mà nó sẽ có ý nghĩa trong cuộc sống của con. Bởi vì khi nào con cũng mặc cảm là mình thế này, mình thế kia, chắc không ai dám chơi với mình đâu, không ai dám làm bạn với mình đâu. Con mặc cảm vì thân hình của con không được như người khác. Sau cái bài này thì chú nghĩ con nên tự tin lên. Bởi vì bên cạnh con chắc chắn sẽ còn rất nhiều người. Và cái người đầu tiên chú nghĩ đến đó là Sơn Lâm. Một người bạn mà con mới vừa quen chỉ có vài tháng này thôi. Dù ví dụ sau này hết cuộc thi con có về Hà Nội, Lâm ở Sài Gòn, nhưng với cái sự lo lắng cho nhau, với cái tình anh em, bạn bè trong cái khoảng thời gian thế, thì chú nghĩ cũng đã đủ hiểu về nhau. Dù ở xa nhưng vẫn nhớ nhau. Đó là tình bạn. Chúc mừng cho Sơn Lâm và Thủy Tiên. Đối với tôi thì có một xíu khác biệt. Về bài thi thì không phải là bài xuất sắc nhất của các bạn so với những vòng trước. Những động tác cũng không có gì là khó. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh cái điều các bạn đã làm được sau đây. Nhất là Thủy Tiên. Em đã có những cái bước chuẩn bị vào vai diễn rất là lâu. Và sự chuẩn bị hết sức là chu đáo để bắt đầu nuôi cảm xúc của mình. Đối với tôi đó là thái độ làm việc rất là chuyên nghiệp, tự đưa mình vào trong nhân vật. Và cái cả tâm lý đó nó kéo luôn em cả vào trong bài thi. Những động tác em chán trường, rồi em bước đi khi mà người bạn tới muốn nhảy cùng mình, em cũng nhảy không giống như những người mà đang một cái gì đó lạc quan, vẫn còn chút tự tin. Và sau một hồi thì em nhận ra được cái điều gì đó, và những bước nhảy đó nó tươi hơn, lạc quan hơn. Nó cũng thay đổi dần theo cái cấu trúc của phần thi, và nó đi đến điểm kết, nó bắt đầu tỏa sáng. Thì cái sự thăng hoa giống như một cái sự mang ơn, một sự hạnh phúc, một sự biết ơn với người bạn của mình như vậy đó. Chứ không phải là một cái cuộc tình lãng mạn. Tôi nhìn thấy được hết tất cả những cái sự thanh cao và đẹp ở trong cái bài thi này khi các bạn dựng để là tinh thần thôi. Còn về động tác thì nó không phải là động tác xuất sắc so với những bài trước của các bạn. Đúng là như Linh nói, cái ao cuối cùng á, nó rất là thanh thản. Và từ đầu đến giờ chưa có ai chọn cái ao đó cả. Bước đi nhẹ nhàng, đó là cái ao của điện ảnh. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên. Mời anh John.
Đúng là một cái bài không có nhiều kỹ thuật cao, nhưng cái quan trọng trong cái bài này nó sử dụng nhiều động tác tự nhiên của con người. Và để thể hiện một cái gì rõ ràng như vậy, nó khó, có thể khó hơn là mấy cái động tác phức tạp và kỹ thuật cao. 10 điểm. Oh. Wow. Và số điểm thứ hai từ giám khảo Hoài Linh sẽ là... Tôi còn ghi trước cả John Huy nữa. Các bạn diễn một bài diễn mà để chúng tôi hiểu được cảm xúc của các bạn, động tác của các bạn, làm chúng tôi hiểu được các bạn muốn nói gì. Đó là cái sự thành công của các bạn. 10 điểm. Và số điểm cuối cùng sẽ là bao nhiêu? Xin mời. Tôi hơi khắc khe một chút xíu, xin phép giữ lại một điểm, là các bạn được 9 điểm thành của Hưng. Như vậy là giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cho các bạn 9 điểm. Chúng ta sẽ gặp lại ở bài nhảy thứ hai. Xin mời các bạn vào bên trong hậu trường chuẩn bị.